Chào các bạn, Justin xin quay video hướng dẫn này để hướng dẫn bạn cài đặt Justin. Thì sau khi bạn mua Justin thì bạn sẽ có được một cái file hướng dẫn như thế này. Và mình sẽ làm theo file hướng dẫn này nhé. Đầu tiên, sau khi đã có sổ của Fed thì bước 1 là cài plugin MetaBox. Đây, mình đã có một cái web của Fed được cài sẵn rồi. Mình vào, đây, mình cài plugin MetaBox, mình vô plugin mình cài mới nhé. Và mình xuất từ khóa là MetaBox. Đây, chính là cái plugin của MetaBox Mio đây. Mình cài đặt và mình kích hoạt lên luôn nhé. Bước 2 là mình cài plugin MetaBox On-in-one.io này. Đây là plugin bản quyền, có trả phí. Bên mình đã mua gói Unlimited rồi. Thì bạn sẽ vô cái link này. Dùng, đây là một link Google Drive. Bạn phải dùng cái mail mà đã đăng ký với Justin nhé. Thì bạn sẽ được cấp quyền. Nếu mà bạn dùng cái mail khác hoặc là bạn chưa có đặt hàng với Justin thì bạn sẽ không có quyền truy cập vào cái link này đâu. Vô đây. Đây là folder thì mình sẽ cập nhật các cái phiên bản mới nhất của plugin MetaBox IO lên. Bạn cứ chọn bản nào mà mới nhất, mình căn cứ vào cái ngày nào càng mới, càng gần hiện tại hơn á thì bạn sẽ chọn. Trước mắt ở đây có một bản thôi. Bạn sẽ chọn cái này và bạn tải xuống. Sau đó bạn cũng vào plugin bạn cài mới. Tải plugin lên. Mà mình sẽ chọn cái file mình mới tải về. Cài đặt. Kích hoạt bước 3, bạn cũng cài giống như bước 2, bạn cài nhấp vào link này. Cần dùng cái email mà đã đăng ký với Justin. Đây bạn sẽ coi vào cái bản update mới nhất. Ví dụ ở đây mình thấy ngày mà update mới nhất là ngày 22 tháng 2 năm 21. Sẽ vô đây và mình sẽ đào cái file zip về. Lưu vào trong desktop. Nhờ tới bước mình cài, bước 3 là cái theme. Mình sẽ vô giao diện, theme mới, tạo giao diện lên, choose file, cái theme. Cài đặt. Kích hoạt. Vậy là xong, bạn đã hoàn tất cài đặt Justin. Để mà dành trên thì bạn có thể coi những video hướng dẫn sử dụng tiếp theo của Justin. Chào các bạn và hẹn gặp lại.